Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Công Thương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết sau khoảng một tuần điều chỉnh giảm nhẹ, đầu tuần này thì giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm thêm 15 đô la Mỹ một tấn về mức 613 đô la Mỹ một tấn. Giá gạo 25% tấm cũng đã giảm 15 đô la Mỹ một tấn xuống còn 598 đô la Mỹ một tấn. Mặc dù loại gạo 25% tấm đã rớt khỏi mức 600 đô la Mỹ một tấn, nhưng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang ở mức cao so với khi mà cơn sốt giá gạo của thế giới. Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo do nhu cầu của thị trường thế giới đối với gạo Việt Nam trong năm 2023 tăng thêm ít nhất là 1 triệu tấn so với trung bình các năm, nên thị trường xuất khẩu trong các tháng còn lại sẽ vẫn khả quan. Dự báo Philippines vẫn là thị trường số 1 của gạo Việt Nam, chiếm 40% thị phần. Trung Quốc gần đây nhập gạo chậm lại do giá cao, nhưng nước này có thể tăng nhập trở lại trong thời gian tới vì đang mất mùa. Dù không quá nổi bật như lúa gạo hay cà phê, tuy nhiên trong tháng 8 này, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ghi nhận những con số ấn tượng. Với các thị trường chủ lực như là Trung Quốc, Đức, Anh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ngành điều Việt Nam đã xác lập kỷ lục mới. Năm nay, ngành này đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 3,1 tỷ đô. Chỉ tính riêng trong tháng 8, lượng điều xuất khẩu của Việt Nam đạt 61.000 tấn, trị giá 334 triệu đô, tăng 11% về lượng và tăng 10% về trị giá so với tháng 7 vừa qua. Còn so với tháng 8 năm ngoái, xuất khẩu điều đã tăng 29% về lượng và tăng 22% về trị giá. Tính chung trong 8 tháng, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt gần 396.000 tấn, trị giá 2,3 tỷ đô, tăng 15,5% về lượng và tăng 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, hiện tại đang bước vào giai đoạn mùa tiêu thụ cuối năm, thị trường tiêu thụ tiếp tục khởi sắc và dự kiến với đà tăng trưởng hiện tại, ngành điều sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra. Hiệp hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm chế biến gỗ tháng 8 năm 2023 đạt trên 1,1 tỷ đô. Điều này cho thấy tình hình xuất khẩu gỗ của Việt Nam có tín hiệu phục hồi khả quan sau thời gian giảm sâu do doanh nghiệp không tiếp cận được với đơn hàng. Sang đến ngày hôm nay sẽ có 320 doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ đến Thành phố Hồ Chí Minh xúc tiến giao thương, tăng cường thu mua sản phẩm gỗ của doanh nghiệp Việt Nam trong các sự kiện triển lãm và xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương chủ trì. Việc hơn 320 doanh nghiệp, phần lớn đến từ 28 quốc gia vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Đức, Ý, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ đến Việt Nam tìm nguồn cung sản phẩm gỗ sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp gia tăng được khả năng tiếp cận đơn hàng xuất khẩu cho quý 4 năm 2023 và quý 1 năm 2024. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gỗ đứng thứ 5 trên toàn thế giới. Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 ước đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn mục tiêu đề ra đầu năm là 17 tỷ đô la Mỹ. Xin được chuyển sang những nội dung đáng quan tâm khác. Trong những ngày gần đây, dịch bệnh đau mắt đỏ đã bùng phát tại thành phố Đà Nẵng, nhất là tại các trường học, trong đó có nhiều chùm ca bệnh. Để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, các trường học và ngành y tế đang phối hợp triển khai các giải pháp phòng bệnh trong học đường và cả cộng đồng. Vài ngày gần đây, trường tiểu học này đã ghi nhận gần 50 trường hợp học sinh bị đau mắt đỏ. Ngay khi có ca bệnh xuất hiện, nhà trường đã cho học sinh mắc bệnh tạm nghỉ học để theo dõi sức khỏe tại nhà và khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng dịch để tránh lây lan thành ổ dịch trong lớp học, trường học. Hướng dẫn các em là rửa tay thường xuyên. Thưa quý khán giả, từ năm 2017, Ủy ban châu Âu đã đưa ra hành động đối với các làng thông minh nhằm mục đích là khởi xướng một số định hướng về các ngôi làng trong tương lai. Song đến nay, làng thông minh là một khái niệm vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Và Bình Dương là địa phương đi tiên phong trong hành trình bước tiếp thử nghiệm xây dựng làng thông minh theo phong cách Việt Nam. Dự kiến đến năm 2025, cùng với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tỉnh Bình Dương sẽ có làng thông minh đầu tiên. Đây sẽ là nơi đáng sống, thân thiện môi trường thiên nhiên, vừa là nơi ưu tiên phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển du lịch sinh thái, trở thành một biểu tượng xanh của tỉnh Bình Dương và của cả nước. Ở đây không ai bảo ai, mỗi người sẽ đều chung tay góp sức để xây dựng nên một miền quê đáng sống. Mỗi ngày, bà Lan đều dành thời gian để chăm sóc những luống hoa trước nhà. Để giữ cảnh quan xanh sạch đẹp, bà đã vận động người dân cùng tham gia quét dọn đường làng. Tuyến đường hoa hơn 1.200 mét hình thành là kết quả từ sự đồng lòng của người dân. Từ một vài nhà đến đây, gần như trước cửa nhà nào cũng có những luống hoa như thế này. Vận động các cái trước mắt là
cán bộ hội viên phụ nữ, sau đó là những cái hộ mà ở dọc theo hai trên cái dọc theo hai bên đường là trồng hoa, tổ chức trồng hoa. Thứ nhất là để tạo cái cảnh quan môi trường cho sạch đẹp, cho đẹp. Và thứ hai nữa là cũng góp phần bảo vệ môi trường và tác động đến ý thức của người dân. Ở đây, người dân từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước mà tự giác cất công, góp sức, làm mới, tu sửa những con đường trong xã, nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Người dân hiến đất, địa phương hỗ trợ kinh phí để xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp khang trang. Ở Bạch Đằng này thì là các cái điều kiện mà nền tảng cơ bản cho cái cuộc sống mà hoàn chỉnh hiện đại thì nó tốt. Ở cái môi trường này thì tôi cảm thấy là tôi thú vị hơn tôi đi du lịch. Xã Bạch Đằng nằm trọn trên cù lao Bạch Đằng và được bao bọc bởi sông Đồng Nai. Xã có diện tích hơn 1.000 hectare, trên 6.000 dân sinh sống. Những hoạt động như phân loại rác tại nguồn, xây dựng đường hoa gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Từ đó, người dân cùng chung tay thực hiện trực tiếp thụ hưởng thành quả mà mình đóng góp. Xã và mặt trận đoàn thể đều có triển khai hết tới người dân, phải làm cho người dân hiểu. Làm ví dụ như làm cái tuyến đường này thì cái giá trị là ai hưởng thụ, và mình truyền cảm những đó, người dân làm, người dân hưởng thụ, là chính mình hưởng thụ trên cái cuộc sống hàng ngày, từ việc đi lại cho tới cảnh quan môi trường, là cho đó là được sự đồng lòng của người dân là rất là cao. Cái mô hình làng thông minh này thì chúng tôi cũng thực hiện trên cơ sở là các cái bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên trong đó thì chúng tôi tập trung vào ba cái vấn đề lớn, đó là về cái hạ tầng, cái thứ hai nữa là cái cải tạo cái cảnh quan môi trường ở địa phương, và cái thứ ba đó là về cái sản xuất, thì tập trung hướng đến cái sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ. Tỉnh Bình Dương kỳ vọng trong tương lai, làng thông minh sẽ là nơi phát triển nông nghiệp thông minh, du lịch sinh thái, trở thành một biểu tượng xanh cho địa phương. Đồng thời, xã Bạch Đằng sẽ được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu và là mô hình mẫu để tổ chức nhân rộng tại nhiều nơi.